Tại Hải Dương, một người đàn ông 60 tuổi sốt rét đến hai viện khám nhưng không tìm được căn nguyên, lần thứ ba mới phát hiện mắc vi khuẩn Whitmore, tiền lượng nặng. Ngày 24 tháng 6, bác sĩ Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết người bệnh đến khám trong tình trạng nặng lên. Trước đó, ông điều trị tại hai cơ sở y tế nhưng không đỡ, không tìm được nguyên nhân gây sốt. Các bác sĩ điều trị tích cực, chụp cộng hưởng từ khớp vai cho thấy viêm và áp xe. Kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Whitmore, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Người nhà cho biết bệnh nhân chỉ ở nhà và đến nơi làm việc, không đến các tỉnh thành khác. Ông bị tiểu đường 4 năm nay, phải tiêm insulin. Hiện người bệnh đã cắt sốt, được bác sĩ cân nhắc phẫu thuật làm sạch ổ viêm. Whitmore còn gọi là bệnh Melioidosis, là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Vi khuẩn gây bệnh sống trong đất, đường lây nhiễm qua các vết chảy xước trên da tiếp xúc với đất hoặc nước có vi khuẩn, hoặc qua đường hô hấp khi hít phải các hạt bụi đất có vi khuẩn. Người có bệnh nền như đái tháo đường, suy thận, gan, phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch, nguy cơ cao mắc bệnh. Các triệu chứng thường xuất hiện 2 đến 4 tuần sau khi tiếp xúc với vi khuẩn. Bác sĩ khuyến cáo nếu phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường đất và nước, đặc biệt là môi trường ô nhiễm, mọi người nên mang găng tay, ủng không thấm nước, đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, đi làm ruộng, trước khi ăn. Thực hiện ăn chín uống sôi, không giết mổ ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết. Người bệnh nếu có các vết loét ở ngoài da, sốt, nhức mỏi tay chân, ho, đau bụng, đi lỏng nhiều lần, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán kịp thời. Tỷ lệ tử vong có thể lên đến 60% nếu nhiễm loại vi khuẩn ăn thịt người. Theo các chuyên gia y tế cho biết, Whitmore là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn gây ra. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, tỷ lệ tử vong là từ 40 đến 60%. Người có nguy cơ mắc bệnh nhiều nhất là nông dân, người có tiền sử đái tháo đường, người nghiện rượu, người có bệnh mãn tính về phổi hoặc thận. Bệnh không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng và dễ nhầm với nhiều bệnh khác như viêm phổi, lao phổi, áp xe cơ, nhiễm trùng huyết do tụ cầu, liên cầu. Không chỉ khó khăn về chẩn đoán, bệnh khó điều trị vì phải dùng kháng sinh tấn công liều cao kéo dài liên tục từ 3 đến 6 tháng. Các bác sĩ khuyến cáo khi cơ thể có vết nhiễm khuẩn lâu khỏi, nguy cơ hoại tử, bệnh nhân nên đến viện khám cấy máu để phát hiện nguyên nhân bệnh và điều trị triệt để. Bệnh Whitmore đã từng bùng phát ở miền Trung do mưa lũ. Từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 11 năm 2020, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận gần 30 bệnh nhân Whitmore, trong khi 9 tháng đầu năm 2020 thì chỉ có 11 ca. Trong số này, 50% bệnh nhân đến từ các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị, 50 bệnh nhân quê ở Thừa Thiên Huế, nhiều người nhập viện ở giai đoạn muộn bị nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Quá trình điều trị do đó khó khăn, chi phí điều trị cao, song kết quả không khả quan. Theo các bác sĩ, số bệnh nhân tăng nhanh do bão lụt kéo dài tại các tỉnh miền Trung từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2020. Thông tin từ bác sĩ Hoàng Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vào ngày 17 tháng 11 năm 2020.